Hôm nay cuối tuần, các bạn đã có chương trình gì chưa? Hãy cùng mình tham gia một group chơi xe cổ, cộng đồng người Mỹ, xem họ vui chơi giải trí như thế nào ha. Đừng quên like, share, subscribe cho mình để động viên cho mình có những cái group, những cái show lớn, nhỏ. Rồi mình sẽ quay lại cho các bạn coi ha. Thank you.